Khi yêu cầu ngã bay phút đau lên muôn vì sao? Con tim nó đã rung trong đam mê không vui vui. Con lông tay lòng trơn bồi hồi, lời yêu thương thoáng mê. Người yêu của tôi ơi, khói tình âm mê, mắt cho mưa bão răng răng. Hoàng nghĩ luôn đi. Xin lỗi khán giả, sự cố không đáng không muốn này, mạng nó bị mất hoài nên là không biết vụ gì luôn. Thôi thì bây giờ thì mình tiếp tục cái trò chơi đây, nghỉ hát luôn rồi, bỏ luôn đi. Em cũng không hiểu nữa anh, tới khúc đó là nó lại bị. Mặc dù hôm nay em đã reset wifi rất là kỹ càng. À thôi bây giờ về đi, mình sẽ tiếp tục chơi trò chơi nha cả nhà nha. Coi như bỏ qua Mỹ Lệ hát đi. Chết rồi. Yêu hát bài đi tùy tiền. Trời ơi có người yêu cầu em mà chị. Ok cả nhà, thể loại yêu cầu cả nhà cũng đã biết rồi nha cả nhà ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi đi. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi, mình bớt hát lại khi nào khách yêu cầu, hoặc là tất cả các anh ở dưới yêu cầu. Tổ chát bà Lệ. Không biết sao nó wifi nó quay nó đứng luôn ấy bà ơi. Hiểu. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi nha cả nhà nha. Bây giờ thì trò chơi nhẹ nhàng của Mỹ Lệ đầu tiên thì dành cho 4 idol thôi. Và câu cuối của ngày là ngực câu đầu của người kia. Ok. Nhẹ không? Nhẹ mà, phải không? Có hiểu không? Là sao chị? Có hiểu luật chơi không? Chưa hiểu. Ví dụ Mỹ Lệ sẽ nói là con chơi như thế nào? À, Mỹ Lệ sẽ nói là ví dụ như con chó đi. Thì cái chữ chó đầu tiên là cái chữ đầu của cái câu tiếp theo của người kia. Và mình luôn khuyên như thế này. Nhưng mà cái câu đó là có nghĩa hay là chỉ là con vật? Đúng rồi, câu nó là có nghĩa. Không có nghĩa là mình bị lỗi và mình sẽ bị phạt nha. Ok. Chơi chữ em. Chơi chữ gì anh? Đừng nói rõ. Chơi chữ đó, anh nói ra ngoài luôn đây là sao? Chị tự nhiên chị nói con chó là em suy nghĩ cái bậy bạ rồi đó. Ai lớn hơn đây? À, không, chị vô tình chị nói thôi. Ở kiểu chị nói là Phương Ni. Thì là ni gì đó, em sẽ ghét một từ này đó rất là có nghĩa của công nhận cơ câu mà ta hiểu được. Hiểu chưa? Hiểu. Ví dụ mình nói là, mình là Mỹ Lệ, đây Mỹ Lệ. Tới quanh phải nói là Lệ Thủy. Rồi tới tiền phải là Thủy Tiên, ví dụ vậy đó. Nó phải có ý nghĩa của nó. Là cái gì cũng câu gì cũng được chứ không có nhất thiết là cái tên đúng không? Câu gì cũng được. Đương nhiên rồi, nhưng mà nó gắn liền với cái chữ đầu tiên của cái câu đó phải không? Ví dụ như con chó. Ok, mình bắt đầu chơi nha. Con chó gọi gì? Cho anh giờ mình sẽ dành cho bắt đầu từ số 2 và số 3, số 4, số 5. Ok. Và mỗi người, nếu mà mình trong vòng 5 giây mình chưa nghĩ ra được một cái câu nào, một cái từ nào nó mang cái ý nghĩa trong cái câu trò chơi của mình thì mình sẽ bị phạt đó là